Rồi mình tên là Sơn, xin chào cô chú gần xa. Mình ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Hôm nay mình cũng có về một số cây cây kiển nha cô chú. Mấy lâu nay 3 tháng nay mình cũng bị dịch này kia đồ chưa có quay, bữa nay cũng mình lên clip đầu tiên nha cô chú. Mong cô chú ảnh ủng hộ cho em Út. Thì đầu tiên là cây chiếu hỷ da đen nha. Mình thông số cho cô chú cho nó nhanh. Tại cái này nói chung ra thời gian cũng có hạn. Nó lên nu cục cục hết trơn nha cô chú. Như cái hình thú đây. Về mình khui cái cục đất này ra là nguyên cái mình thú luôn nè. Cái cục đất này khui ra là có hình thú đẹp, rất là đẹp nha cô chú. Rồi, chú chung ra là số điện thoại mình là 070 490 1225. Mình tên Sơn, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi. Cây số 1 là cây chiếu thủy da đen nha. Cây dài dặn lên nu cục cục nha cô chú. Cây này vip lắm à. Rồi mình đo thông số cho cô chú luôn. Cao thì 57. Từ ngay mặt bầu lên 57. Đó, cái dòng đế cái chân cái này nha cô chú. Cái hoành thăng vị trí này là 48. 48 cử mà 48 thôi. Còn cái mình của nguyên của mình thú ở dính hai cái cục này lại luôn. Là 75. Tổng cái đế là 160. Mình quay vòng nữa nha cô chú. Cây số 1 này mình giao lưu với cô chú là 4.9 triệu. $4.900.000 nha cô chú. Cây này là không bọng, không mục, không gì hết. Cây sống lành mạnh là đàng hoàng. Còn nguyên cái bầu xịn luôn. Rồi xuống cây đây. Rồi cây số 2. Đầu tiên thì mình chơi cây may mắn. Cây số 2 thì mình phát tài nha cô chú. Phát tài nha, mua cây phát tài này về là mình phát tài luôn nha cô chú, 3 năm luôn, phát tài hoài hoài đấy luôn. Cây này là phát tài lá xanh nha cô chú. Cây bự lắm à, cây phát tài to. Sáu mươi sáu là mình đo trên đây nha cô chú. 66. Còn cái đế chạc nó dưới đây tới 78. Là cái dòng đế còn chiều cao 78. Phát tài nha cô chú. Cây số 2 có giá là 2.6 triệu. Mình bao ship toàn quắc luôn. Cây số 3 tới mai nha cô chú. Đây cây mai quái nha, mai vàng nha. Mai này là từ 5 cánh, 7 cánh, 9 cánh. Nó lộn xộn cho nha cô chú. Chiều cao 58. Bề hoành là 40. Cái đế sởm đó nha cô chú. Từ đây tới đế sởm này. Đó là 22. Đế sởm 3-4 cộng đây nó sởm đây. Đứng sững đây. Đấy này thẹo mới cắt nó có lũng lũng đèn lỗ nè. Mình chám dưới đèn lỗ nè nha cô chú. Thì đâu lên nha.
mà nó lỗ nó cạn queo à, cạn sành luôn rồi. Cây này già dặn cây. Cây số 3 này là cây mai vàng nha cô chú, có giá là 2.9 triệu. Rồi xuống cây, thằng xuống thằng lên. Cây số 4, mai vàng, mai này mai dảo nha, lá to nha. À, này là 26 hoành. Đây củ đế nữa đây. Đây củ đẹp, đế đẹp nha cô chú. Hồi nãy ở lên xum xê chân mình mới cắt lại cho về cô chú có ghép có chơi gì chơi, hoặc có tán đây thì tán. 70, 26 hoành, 70 chiều cao, có giá là 1.4 triệu. Cây số 5 cũng là mai vàng. Hai mươi mốt hoành, hai mươi hai đến hai mươi mốt thôi. Cao thì 39, có giá là 900. Xuống cây lên cây, cây số 6. Ồ, mai đế nè nha cô chú, khỏi che nha. Mai này là mạnh nha, mình bao sống bao ship luôn nha cô chú. Cao thì 61, 51, 5, 61. Hoành cây này thì 19. Cây này thì đế rất là đẹp nha. Cây này có giá 800. Cây số 6. Xoay cây số 7. Lâu quá rồi, 3 tháng trời rồi không có quay cô chú ơi, hơi lộn xộn một chút, thông cảm giùm em cháu. 52 chiều, chiều cao. Hoành đế là 22. Đây nè, nguyên thú ngồi như thú ngồi vậy, đế đều đặn luôn chú. Về mình đã phải trồng cho thẳng thẳng lại nha cô chú, tại vì nó làm cái bầu hơi xéo này đó, vậy đó. Cây số 7 có giá 900. Ở cây này đẹp nha, cây này đẹp, nhỏ mà đẹp nha, chắc cũng giá 900 luôn chứ đâu. Cây số 8 62 chiều cao. Đây nó có củ củ nè, cục cục nè. 20 hoành. 20 chiều cao 62. Đây. Cục cục nè. Cây này có giá 900. Lễ lực. Cây này nhỏ mà có vỏ nha. Vỏ vỏ đó. Cây số 9 33 chiều cao. Bề hoành nó thì 17. Bề hoành có 17 thì 800. Mà đế đều nha cô chú, cái cục này nó bự lắm nha. Chứ để nhỏ nhỏ thân nhưng mà dài dặn cục bự. Khó kiếm mai gì lắm nha cô chú. Cốt cành đều ha. Cốt cành đều. Cây số 10. Cây số 8 nãy giá 900 hả? 800 hả? Cây này cây số 10. Cây số 10 này bự mà hơi rẻ nè. Cây này nó xấu nha. Số điện thoại của em cháu là 070 490 1225, đó là số Zalo luôn nha. 68 chiều cao. 31 hoành. Có giá là 800 luôn.
Cây này nó to như cũng giá 800 nha cô chú. 30 năm rồi đó, mấy cây được được cái lớn. Mới bứng hết, bầu xịn hết nha, bầu yên hết. Ừ. Rồi nói chung ra chủ nhà người ta cũng về lên thần chậu rồi. Cây số 11. Bứng lúc trước bứng trên mô á. 42. 22 hoành. Cây này thì nè, cục đế nè, chỗ nào cũng có cục chân nhân cô chú. Đế lực nè. Nè. Nó già cây dữ lắm rồi. Cây này có giá 900. Cây này là cây số 11 giá 900. Cây số 12. Cao thì 21. Cây này hoành thì 22, cây thể mạnh cây nha, nhưng mà nó bộ nó có nu nu nha. Thấy ha. Cục nu vậy đó. Đây nè. Đế đồ ghẻ đồ ra nu. Cái cục này em bán 600. Cây này cây số mấy? Cây 12 600. Cây 13. Hai mươi bảy chiều cao. Này 16. Cái này thì nó có một cục nó tròn tới như thú nha cô chú. Cây này có giá 400. Cây số 14. À cái này cái cây quái nè. Cây này là để bàn nha cô chú. Cây này thôi khỏi đo, bự bằng tay cái gì thôi. Nhưng mà đế nè, mạnh cây nha. Cây này có giá 300. Cây này để bàn Tết là vô cái chậu để bàn là bá cháy. Giờ mình hết mai vàng nha cô chú. Cây đó là cây số mấy vậy? 14. Mà cây này cây 15 phải không? Rồi hết mai vàng rồi, bây giờ tới nhật quế nha. Nhật quế lá sắn bông chùm nè, lá nó còn nè. Cây 15. Bầu ghim luôn nha cô chú, đế nè. Về mình trồng ngay đây chút xíu, tại vì làm đế giờ này mình không có dám làm nhiều, không có dám làm đế bọng gì chứ. Nhật quế thì vậy. À, 21. Ở cái này nó như dặn vậy chứ không có lợi gì chứ á. Nó chạy như quế này là quế da trơn nè. Mà lá sắn bông chùm thơm lắm, bông nó thơm nha cô chú. Bề hoành nhiêu rồi? Của anh đo lại 21 của anh. Cao từ mặt bầu lên 38. Cây này có giá 500 gử. Cây số 14 500 gử nha. Cây số 15 500 gử. Cây này 16. Hổm gài lâu quá không quay, quay hơi lộng cộng lại nha cô chú. 3 tháng rồi. Đại dịch quá không có đi đâu được chân. 76. 76 chiều cao. 21 hoành, 20 thôi. Nhật quế mà dài dặn mà cây cũ gì đây khó mà kiếm lắm nha cô chú. Cái này mà mình để chậu mình để ngay chân chỗ hành lang của mình thằng ba hay gì hai bên ba bên ba bên ba cây ba bốn bên bốn cây gì đó. Đây nè, đế nè. Cây này có giá 500. Cây số 17. Hoành là 16. Cao 44 có giá 400.
cây số 18. Cao 64. Thân thì 16, có giá 400. Này chi cành này giống thú luôn rồi, không chú. 400 rồi, còn ship đồ là mình lo luôn nha cô chú. Mình bao ship toàn quốc. Cây số 19. Sáu mươi bảy cao, hoành thì 16. À chú, cô chú phải kỹ nha, cây cây nhược quế mà nó dài gì đây là người ta trồng cũng lâu năm, nhưng mà ta để cần cọc nhưng mà đế nó nè, thấy chưa, củ nó là rất là đẹp, nên cây này mình để cho trong chậu một cái là đẹp lắm nha cô chú. Cây này có giá 350. Cây số 19 350. Cây số 20. Cây nào cũng thân lắc léo đẹp, trực quế mà thân vậy là khó kiếm lắm nha cô chú. 61. 13. Cây này có giá 300. Cây số 10. Cây 21. Cây 20 có giá 300 nha cô chú. Cây 21. Quá tuyệt vời nha cô chú. Đế này nhật quế mà nhỏ mà nó vậy là khó kiếm lắm nha. 15 gữ mà 15 thôi. Hoành 15. Chiều cao cái này, cái nhánh này đi, tại nhánh đó đột chủ đó, 38. Còn cái cành bay ra là 59. Cành bay 59 nha cô chú. Cây này có giá 400 nè, đế nè. Rồi cái này nè, cũng cũng nè, đế nè. Cây số 22. Cao thì 44. Hoành thân mình đo vị trí này 20. Cây này có giá 500. Cây số 21. Cây số 23. Đọc ngược. 33 cao, hoành thì 11. Cây này có giá 300. Nhưng mà đế đẹp không nha cô chú. Nào nhật quế mà cây nhỏ gì đây mà đế gì đây là hiếm lắm nha. Cây số 3, 23, 24 nè, đế nè, nhật quế màu đế gì đây này, cô chú giờ thấy về sáng đồ mình ra mình bẻ đồ thơm, cây thơm mình thơm mẩy cô chú ơi. 47. Trong khi giờ này mình cũng đi đâu cũng cũng hơi khó khăn, mình mua cây về mình bẻ cây chi cành chơi. 11. 300. Cây 20. À cây này cô chú đó, trồng như thế gì nha. Cây số 25. Ở Vĩnh Long nó mới thả cửa khoảng chừng 7-8 ngày mới đi săn được có bao nhiêu cây về quay này cho cô chú ơi. 58. 14. Hoành thân 14. Cao 58. Có giá là 300. Cây số 26. Cây này 26. Cây 25 giá 300 luôn nha cô chú. À, quế nè, củ 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 nè. Ừ, 62.
19 hoành. Hoành tháng 19 cũ đây. Cây này có giá 300. Lại cái cây này lắc đẹp cực kỳ luôn. Cái đế nó hơi yếu nhưng mà thân nó đẹp. Thiệt là đẹp nha. Cao thì 69. Hoành thân của nó thì 22. Cây này có giá 450. Thân nó đẹp nha cô chú. Nhật quế mà thân đi nè. Đi giống hết rộng là rắc nè. 450 cây số mấy vậy? Cây này 28. Đó, trời, cây nè. Quay vòng cho cô chú coi nữa. Nhật quế mà tàn gì không, tàn bại bại gì không đó. Hoành thân thì 25. Cao thì 49. Nó có cái cành này bay ra đây thì mấy cô chú có chơi thì lấy mấy gọc đây nha cô chú, gọc nhánh này bỏ, lấy cành này, cành này. Nè. Nó cụm nè. Chưa? Cây này có 20 28 mới giá 500. Cây 29 300. Cái này thì 10-12 hoành này cô chú ơi, 14-15 hoành mà đế nè 300. Cây 25 300. Hả? 30. Thông cảm, thông cảm. 13 hoành, 13 mà nó cái đọc ra 15 luôn à, cái số mà số 20. Cây 30 300. To nha, giọng ký xe. Cây 31. Cây 26 hoành. Cao thì 96. Cây này 500. Cây đó 31, cây này 32. Cây 32 thì chiều hoành nữa thì 13. Chiều cao nó 33. Nè đế nè. Giá 300. Cây 33. Đế nha cô chú. Giá 300. Nè, Nhật quế mà ta, người này là con người ta biết chơi kiển, người ta bẻ nha cô chú. Chắc người ta bẻ chứ không phải, chứ không phải là trồng vườn nha. 41. Cây này cây 33. 10 300. 10. Cây 34 này thì giống hình thú, mắc hơn 100 đi, 400. Nè, bước nè, ục ục nè. Cây này để trên bàn là đúng luôn nha cô chú. 27 chiều cao. Hoành này thì 13. Cây này mấy trăm? 400. 400. Cây này hơi kêu 400 hơi mắc rồi ta. Cây này 35. À, 63 hoành. À, 21 hoành. Ở 63 cao 21 hoành. Nè đế nè. Đó. Cô chú dòm thấy nhiệt quế mà cô chú chơi kiển là dòm những cây nhiệt quế này là cô chú thích liền. Cây này có giá 400. Đó, cũ nè.
là mình về là chưa có dám làm xuống nha cô chú, là bầu chị xịn luôn. Bảy mươi tám chiều cao. Cây này cây số mấy vậy? 30 hoành. Cây này cây số 36. Cây này cây 36 có giá là 600. Rồi cây 37 là hết nhiều quế nha cô chú. Nhưng mà còn, nhưng mà để clip sau đi. Rồi mình quay quay tới cây chiếu thủy trung lưu mặt khỉ đi. Thì cũng như mỗi clip rồi. 14. Cao thì 55. Cây này cây chốt giá 200. Nhật quế nha. Khuyến mãi. Rồi tới chơi trung lưu mặt khỉ nha. Cao 35. Cây này cây 30. Mã 38 là trung lưu mặt khỉ nha cô chú. 24. Trung lưu mặt khỉ hiếm lắm nha cô chú, có giá là 500. Cây già dạng lên nu khỉ luôn nè, lên khỉ luôn, mặt khỉ luôn. Cây 39, 41 chiều cao. Hoành thân thì 15. Đây nó có cái cây tử nha cô chú. Cô chú muốn để thì để, muốn cắt thì cắt. Còn này mấy cô chú đánh chớp ra, muốn cắt đâu cắt, muốn làm. Cây này là nó sống mạnh lắm, không có chết nha cô chú. Trung nu mặt khỉ. Cây số 40, cây số 39 có giá 400. Cây 40. Cây 40 37 chiều cao. 17 chiều hoành. Nu nè, nu lên cục hết trơn nha cô chú, mà một cái đế nè, một cục nè, một tay mình cầm không vô không hết nha. Phải hai tay. Đó. Quay một cái, cây này 500. Cây này là cây 40 500. Cây 41. Cây 41. Cao thì 34. Hoành thì 21. Cây này 400. Cây 41. Thời gian có hạn thôi, giờ mình đo xương nghe thôi cô chú ơi. Cây này cây 42. 30 chiều cao. Nguyên một cục này nó tròn lụi luôn. 27 nè. Cục nè tròn nè. Đây đi ra đây có giá 500. Cây 41. Cây 42 500. Cây 43. Sao mà cỡ này thông vậy nha, lộn cây không vậy ta. Quay từ từ đi. Để chừng nào tới giờ thì kêu. Chứ giờ cây còn nhiều quá trời. Cây 43. Hoành thân thì 22. Cái củ của nó thì bự lắm nha cô chú. Cái củ nó nè. Cái củ nó không á. Luôn cái gãy dưới luôn đi. Cái củ nó đẹp. Dòng đế luôn đi. 67. Cái này vô cái chậu để bàn là đẹp lắm nha cô chú. Cây 43 có giá 500. Cây 44. Cây nào cũng vậy chân cô chú ơi. Cây 44 có giá 400. Nè, đưa vô là 20 mấy hoành đó mà đế đều đặn chân. Cây 45.
nung nó lên nè nha cô chú, vậy nè, đế nè, 400, giá 400 luôn. Cây này đo cây nào cũng hai mấy nha cô chú, để Hạo đây cho cô chú thấy nha. Nè, cây này 21 nè. 20, 21, 19, 18 cũng có luôn. 400. Cây 40, 47. Cây 47 á giá 400. Nè, cây nào cây nấy bự lên nuôi nha. 47, 400. 48 này thì nó có một cục bự mà nu quá trời nhiều, mình lên 100 nha cô chú, 500. 48 500, mình đo cho cô chú coi cây này nè, 23 hoành nè. Mà nó đẹp nè, đế nữa nè. Đó. Cây 48 500. Cây 49 400. Cây 50 400. Đế cục bự bự không nha cô chú. Cây 51 400. Cây này cây nào cũng đẹp chân cô chú ơi, mình bán đã từ hồi ấy giờ lâu lắm rồi, nhiều lắm rồi. Mình bán cái giá cũng mềm mà nhìn cô chú chơi. 400. Cây này cây bốn mấy vậy? Cây 51 hả? Cây 51 400, cây 52 500. Rồi 400 luôn, 400 hết trơn nha cô chú. Quên nói 500. Cây 52 400. Đem vô đi, để đây tao xách dục lên chứ. Cây 53 400. Bự không nha cô chú, khỏi đo nữa nha. 400. Cây 54 400. Cây 55 400. Cây nào cũng đẹp dễ đồ ok chân đó cô chú ơi. 400. Cây 50. 56. 56 cây này 300. Cây này 50 rồi gì đó. Cây 56 300. Dục đó là rồi đó. Cây 57 300. Năm tám ba trăm. Năm mười chín ba trăm. Trung nu mặt khỉ nha cô chú. Số điện thoại 0704901225. Mình tên Sơn. Cây 59 300. Ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Đăng, Vĩnh Long. Cây này 300. Còn cặp này 400. Cặp này cặp hả? À, 61 400. Rồi cặp chốt này mình 62 cặp chốt mình giao lưu cho cô chú cũng 400 nha, mà cặp này là nó đẹp dữ lắm luôn nha. Cái này là giao lưu để cặp chốt khuyến mãi à. Chứ cây này là cặp này là 200 nè, nó lên nu nè. 400. Rồi 62 thì cũng cặp cuối clip thì cũng xin chân thành cảm ơn cô chú gần xa mấy lâu nay. Thì 3 tháng nay thì mình cũng không có quay gì được. Thì bữa nay mình cũng quay clip đầu thôi, cũng
chúc cô chú mạnh khỏe vượt qua nạn dịch này nha.